Một chiếc xe khách giường nằm chở khoảng 50 người đã gặp nạn, khiến hai trẻ em thiệt mạng, nhiều người bị thương. Tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 đêm 1 tháng 6 trên quốc lộ 29 tại khúc cua cầu Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Thông tin ban đầu, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 43B03078 khởi hành từ Đắk Lắk đi Đà Nẵng. Khi đến địa điểm trên đã lao thẳng xuống ruộng và lật nghiêng, hất văng nhiều hành khách ra khỏi xe. Bị lật và mình biết chắc chắn lật là họ ốm cua cũng giống như cả khúc cua bình thường. Nhưng mà đấy tốc độ nhanh để họ ốm cua nên mình cảm giác là chắc chắn là sẽ bị té nên mình rất chỉ là hoảng và sợ. Xe quá tải cộng thêm hàng hóa dê trong cốp xe rồi trái cây rồi đủ thứ, xe nặng quá tải đi gần bị nghiêng xe. Trên xe chở khoảng 50 người, trong đó 31 người là đoàn giáo viên của trường tiểu học và trung học cơ sở Đinh Nấp, xã Ea Ta, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, cùng người thân trong gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Vụ tai nạn đã làm em Hoàng Hữu Trình, 7 tuổi, và em Đoàn Văn Tuấn, 9 tuổi, đều trú huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, tử vong, một số người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng chính quyền và người dân địa phương đã thức trắng đêm, nỗ lực cứu giúp, đưa người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tây Hòa cấp cứu, đồng thời đưa các hành khách còn lại cùng tài sản đến Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú trú tạm và ổn định tinh thần. Tin báo về vụ tai nạn trên thì lãnh đạo công an huyện Tây Hòa đã kịp thời phân công các lực lượng và bộ phận chức năng đến ngay tại hiện trường, trước mắt là phân luồng và đảm bảo thông suốt cho cái tuyến giao thông trên. Thứ hai là đã thành lập cái hội đồng để ngay lập tức tiến hành là khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cũng như là tổ chức các lực lượng là sơ cứu cho những người bị nạn. Đến hơn 10 giờ sáng nay 2 tháng 6, mặc dù phía nhà xe đã điều động xe khác đến chở toàn bộ những người bị nạn về lại Đắk Lắk, nhưng nhiều người vẫn còn hoảng loạn, không dám lên xe do ám ảnh vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trong đêm.